Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Lux Anatomy, một chương trình do Lux Show Việt Nam mang đến cho quý vị. Đây là một chương trình quy tụ những nhà điều hành tài ba trong đa dạng các lĩnh vực kinh doanh tinh hoa tại Việt Nam. Như chúng ta cũng đều biết, với sự phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam, cũng như cái tiềm năng phát triển của các ngành kinh doanh sang trọng tại Việt Nam, thì thị trường Việt Nam được đánh giá không thua kém bất cứ một cái thị trường nào khác ở châu Á này. Và cái tiềm năng nó còn phát triển rất lớn trong tương lai. Thì chương trình mang đến cho quý vị một góc nhìn toàn cảnh với những con người đang ngày ngày gắn bó và cống hiến với lĩnh vực này và định hình cái tương lai phát triển của lĩnh vực kinh doanh này tại Việt Nam. Và hôm nay chúng tôi cực kỳ cảm thấy vui được đón chị Lệ Thu, là Marketing and Business Development Director của Bệnh viện FI Việt Nam và đồng thời là Founder và CEO của Mr. Crazy and Lady Sexy và Fashionista Cafe. Xin chào chị Thu. Chào Nhân. Chào các quý vị khán giả của Lux Anatomy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề trong cái mùa đầu tiên của Lux Anatomy, đó là nhân sự trong ngành kinh doanh sang trọng tại Việt Nam. Thì trước mặt chị là một bảng có 16 câu hỏi, chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Dạ, xin mời chị chọn câu đầu tiên ạ. Ok, mình sẽ chọn số 9 nhé. Dạ, em gửi chị. Ok. Dạ, vâng. Mục đích cuối cùng của chị Lệ Thu sau tất cả những đứa con tinh thần mình tạo ra khi dấn thân vào kinh doanh là gì? Câu hỏi khá là thú vị. Dạ vâng. Khi mà mọi người, tất cả chúng ta khi bước vào kinh doanh hay bước vào một cái lĩnh vực nào đấy, ai cũng đặt ra cho mình một cái mục đích hay là mục tiêu. Nhưng mà Lệ Thu thì hơi khác một chút, tức là mình bắt đầu bằng cái sự đam mê từ nhỏ thôi. Cái đấy nó phát triển từ nhỏ thôi. Từ nhỏ mình đam mê về văn hóa nghệ thuật, như là thích hát này, thích nhảy này, thích khiêu vũ, thì mình đã làm những cái việc đấy và mình cố gắng làm một cái cách tốt nhất. Hay là mình thích đọc truyện thì mình cũng cố gắng là mình sẽ phải nhớ cái câu chuyện đấy, cuối cùng câu chuyện này là cái gì và đặc biệt là tác giả là ai và viết câu chuyện đấy trong một cái hoàn cảnh như thế nào. Trong kinh doanh mình cũng thế thôi, mình trải qua thực ra rất là nhiều các cái lĩnh vực kinh doanh và cuối cùng á mình dừng chân lại khá lâu, 19 năm ở một doanh nghiệp là bệnh viện FV với một cái vị trí là giám đốc tiếp thị và phát triển kinh doanh của bệnh viện, và mình cũng đã đóng góp được khá, có thể mình nói có rằng là mình rất là tự hào mình đóng góp được rất là nhiều các cái thành tựu để xây dựng được một cái thương hiệu là bệnh viện FV, có thể nói là dành cho các cái đối tượng có khả năng để đến và được điều trị trong một cái cơ sở y tế chất lượng cao và được quan tâm tân chăm sóc như là những khách hàng VIP. Và bên cạnh đấy thì mình lại còn có thêm những cái kinh doanh khác, và những cái kinh doanh đấy khi mà mình đã có một đủ thời gian, chính xác là mình có đủ thời gian thì mình đi theo những cái niềm đam mê mà thực ra mình cũng đã có từ lâu rồi mà mình chưa thực hiện được. Thì đó là cái một cái lời giới thiệu về cái bản thân mình. Còn cái mục tiêu thì mình nghĩ là mục tiêu thì khi mình làm kinh doanh thì mình có nhiều mục tiêu đấy, nhưng mà mình làm á, cái quan trọng là bằng đam mê trước, bằng cái sự hết mình trước. Nếu mà bây giờ mà Nhân hỏi kỹ hơn về các cái mục tiêu hay là mục đích cụ thể hơn thì có thể mình sẽ chia sẻ cho Nhân và các cái khán giả của Lux Anatomy biết. Thì để đi sâu hơn thì với cái mục tiêu đó ở đây, nhưng bắt được một cái ý là chị nói về cái đam mê mà bây giờ chị chưa có thời gian, trước đây bây giờ là chị có thời gian hơn, chị đầu tư sâu,
mà ở đây cụ thể là về mảng thời trang. Ừ. Thì cái mục tiêu của chị khi mà bước vào cái mảng này thì chị tìm cho chính bản thân chị sự thỏa mãn về cái đam mê của mình, hay là có những cái mục tiêu nào khác trong cái Khi mà mình làm vì đam mê có nghĩa là mình đặt hết cái sự tâm huyết vào trong một cái ngành nghề, một cái công việc nào đấy. Đam mê thì cũng phải có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào cái sự đam mê đấy. Và nếu như mà cái sự đam mê đấy không mang đến một cái hiệu quả thì làm sao? Thì cái năng lực tài chính nó cũng cạn kiệt. Và các cái nhà đầu tư á, người ta nhìn vào cái sự đam mê đấy, người ta cũng lắc đầu. Người ta bảo trời ơi, làm sao mà tôi có thể đầu tư vào một cái thương hiệu mà làm chỉ có đam mê mà không mang đến lại một cái hiệu quả gì. Nhưng ở đây mình ấy, Lệ Thu muốn nói rằng là cái sự đam mê ấy, nó rất là quan trọng. Tại vì mình đặt hết cái sự đam mê vào đấy. Đam mê có nghĩa là mình tâm huyết, mình phải quyết tâm và mình phải nghiên cứu, mình phải tìm bằng mọi cách để mình có thể thành công trong một cái lĩnh vực mà mình đam mê theo đuổi. Với cái với cái sự đam mê đó thì cho đến giờ chị đang cảm thấy thỏa mãn chưa, hay là chị vẫn đang tìm kiếm những cái bước phát triển lớn hơn nữa cho Cái thương hiệu của cái thương mình hiệu này? cụ thể về cái thương hiệu của mình bắt đầu từ năm 2019 bằng một cách rất là tự phát. Thì 2019 bắt bắt đầu một cái thì tự phát có nghĩa là mình vừa làm mà mình vừa phải tìm hiểu và vừa phải học. Học ở đây bằng cách là mình có đăng ký với cái trường gọi là The College of Fashion in London. Và mình học để mình hiểu được về cái lý thuyết, về cái thị trường. Ít nhất là mình phải có những cái kiến thức cơ bản trước. Thì đến năm 2020 và 2021, coi như tất cả mọi thứ là phải dừng lại hết Đúng vì rồi. Covid. Dừng có nghĩa là vì cái hoàn cảnh là tất cả mọi người đều phải dừng, chứ không phải là mình quyết định là phải dừng. Thực ra là dừng nhưng mình vẫn duy trì một cái nhóm đội ngũ mà mình cảm thấy rằng là họ là những người cũng tâm huyết giống như mình vẫn duy trì. Duy trì ở đây có nghĩa là mình vẫn có thể nói là mình vẫn trả lương cho họ bằng một cái mức lương tối thiểu nhất để đảm bảo được một cái cuộc sống cho họ trong cái thời kỳ dịch đại dịch. Đấy, nhưng mà sau đấy thì thực sự năm 2020, 2022 đấy thì mình mới bắt đầu là như thế nào? Bắt đầu xây dựng một cái đội ngũ của mình. Và khi mà đã xây dựng được những cái đội ngũ thì mình cũng phải thử thách những cái thành thành viên đấy, họ có phù hợp với cái tầm nhìn của mình hay không, có phù hợp với cái hướng đi của mình hay không. Và khi phù hợp rồi thì có nghĩa là họ đã có một cái sự cam kết với mình và mình sẵn lòng đặt niềm tin vào cái đội ngũ đấy. Ok, và khi đấy thì mình bắt đầu mới truyền cái cảm hứng, mới mới trình bày cái tầm nhìn, cái chiến lược và cái hoài bão khi mà mình làm nên cái thương hiệu thời trang của mình là như thế nào, và cái ý nghĩa của cái tên gọi Mr. Crazy and Lady Sexy là như nào, và cái dấu ấn, cái DNA của cái thương hiệu mà mình mong muốn gọi là đặt vào là như thế nào, thị trường ở đâu. Thì khi đấy là bắt đầu là nguyên 2022 là mình làm cái việc đấy. Và 2023 là bắt đầu khi mà mình đã có đội ngũ rồi, mình đã có một cái niềm tin rồi, thì mình bắt đầu là triển khai ra các cái kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh ở đây là bao gồm cái định hướng về thiết kế cho các cái bộ sưu tập, rồi định hướng về các cái chiến lược kinh doanh như thế nào, thông qua các cái kênh phân phối sản phẩm ra làm sao, và dĩ nhiên là xây dựng thương hiệu và làm tiếp thị để xây dựng cái hình ảnh, cái sự mong đọc được cái sự yêu mến của khách hàng đối với một thương hiệu rất là mới của mình. Đấy thì là mình nói là hài lòng á, thì mình làm sao mà có thể hài lòng được, nhưng mà ít nhất là bắt đầu từ năm nay, đặc biệt là mình đã thương hiệu Mr. Crazy and Lady Sexy đã đạt được một cái sự gọi là một cái tín hiệu gọi rất là tốt, nhất định là đấy.
để mình và đội ngũ của mình có thể phát triển rộng rãi theo như cái mong muốn, như cái hoài bão của mình. Dạ vâng. Và bây giờ mình đến câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin mời chị chọn một số để em lấy cho. Số 4 nha. Dạ vâng. Khẳng định thương hiệu và nâng tầm giá trị một thương hiệu mới theo thời gian không phải là công việc dễ dàng. Vậy trong thời gian tới, bản thân chị đã đặt ra những mục tiêu như thế nào và lộ trình ra sao? Khi xã hội của mình, xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, khi tầng lớp trung lưu cũng ngày càng phát triển nhiều Dạ vâng. hơn, và họ có những cái mong muốn được sử dụng những cái dịch vụ, trong đấy có cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà mình là khách hàng chứ mình không phải là bệnh nhân. Như trước đây khi mà mình bắt đầu làm cho bệnh viện SV vào năm 2005 ấy, Dạ vâng. thì cái hồi đấy cái quan niệm, cái mindset của những người mà làm ngành y á, thì bác sĩ vẫn là trung tâm chứ không phải bệnh nhân là trung tâm. Và mình trước đấy là mình chuyên từ mấy chục năm nay Dạ. cho tới tận ngày hôm nay là mình chuyên môn gọi là làm tiếp thị, Dạ. xây dựng thương hiệu. Dạ. Nhưng khi mà đặt chân vào bệnh viện FV là mình chưa bao giờ có kinh nghiệm để xây dựng một cái thương hiệu chăm sóc sức khỏe, một cái thương hiệu liên quan về y tế. Dạ. Thì có nhiều, rất là nhiều thứ mà mình cần phải phải học. Trước tiên là mình phải học sản phẩm. Ủa thế bây giờ mình nói rằng là một cái bệnh viện gọi là chất lượng quốc tế, có dịch vụ chăm sóc điều trị quốc tế, rồi dịch vụ khách hàng quốc tế, thì có nghĩa là như thế nào? Như vậy thì mình bắt đầu mới hiểu được rằng cái trải nghiệm của một cái khách hàng vào trong một cái bệnh viện nó vô cùng quan trọng như nào. Trước Dạ. tiên á là họ muốn vào một bệnh viện mà họ không có cảm thấy là đấy là cái bệnh viện. Cái đó là cái điều quan trọng. Nó vô cùng quan trọng, có nghĩa là từ cái cách mà thiết kế, đúng không? Từ cái cách mà xử lý về màu sắc ở trong bệnh viện, rồi từ những cái mùi mà của bệnh viện nó tỏa ra một cái tôi tới bệnh viện tôi cảm thấy là tôi không có một cái không khí bệnh viện, hay là ốm đau, hay là thậm chí là có những cái sự mà gọi là bị stress, tức là bị cảm thấy rất là nhìn ra xung quanh nhiều người bệnh quá. Không, ở bệnh viện ấy về không có bất cứ một cái cảm giác nào như thế. Rồi từ cái cách mà họ đặt chân tới, rồi họ gặp ai, rồi quy trình đi vào gặp trước khi gặp bác sĩ thì gặp những người nào, họ đã rất tận tình giới thiệu và hướng dẫn ra làm sao cho từ khi gặp bác sĩ. Xong rồi nếu mà bác sĩ một chỉ định là được phải được điều trị, rồi được khám bệnh như là phẫu thuật hay là nhập viện điều trị thì nó là như nào, rồi sau đấy cả cái quy trình thanh toán nữa và nó ra làm sao, thì đấy là tất cả những cái đấy có thể nói là luxury, Dạ vì đúng. thời gian ấy mình không mua được và cái sự thuận tiện ấy mình không mua được, nó phải là cả một cái quy trình. Thì cái trách nhiệm của một người làm truyền thông như mình là phải làm sao để gửi gắm những cái thông điệp như thế đến cái đối tượng khách hàng tiềm năng để xây dựng được một cái thương hiệu gọi là thương hiệu đẳng cấp trong cái chăm sóc sức khỏe, để những người mà họ có nhu cầu, họ đang tìm kiếm một cái gọi là một cái cơ sở y tế như thế để họ tới để họ được chăm sóc và được điều trị, và họ cảm thấy là rất là thoải mái, và cái sự thoải mái nó còn làm cho họ khỏe nhanh hơn, Đúng rồi, lành bệnh nhanh hơn, nhanh hơn. cái là năng lượng tích cực sẽ Đúng. mang tới cái sự thoải mái nhất và họ lành bệnh nhanh hơn, Đấy, rất là và như vậy ấy, cái thông điệp mà bạn đưa ra ngoài nó lại cũng quan trọng, nhưng mà để mà cho tất cả các cái đội ngũ từ bác sĩ tới điều dưỡng tới những kỹ thuật viên rồi tới những người mà làm việc trong các cái bộ phận khác mà hiểu được là ok, cái dịch vụ của tôi là phải như thế, tôi phải đi theo quy trình như thế, thì nó vô cùng quan trọng. Tại vì dạ vâng. trên thực tế gọi là cái gì mà gọi là luxury đi thì phải có trải nghiệm, đúng không? Mà Dạ những đúng. người mà người ta làm, người ta phục vụ mà người ta chưa có trải nghiệm thì mình phải train cho họ, mình phải đào tạo cho họ, mình phải có những cái ví dụ cho họ biết để họ biết là như vậy như thế nào gọi là luxury, như thế nào là một cái dịch vụ gọi là cao cấp, để cuối cùng á
là khách hàng người ta rất là hài lòng Dạ vâng. đó. Bên cạnh gọi là kỹ thuật cao, Ừ. đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, thì cái như là mình đang nói, chẳng hạn như một cái ánh mắt ân cần là cũng đã làm dịu nỗi đau rồi, Dạ đúng. là một cái bàn tay á là cũng đã làm cho bệnh nhân cảm thấy yên lòng rồi đấy. Hay là một cái vỗ về, một cái lời nói mà vỗ về cũng làm cho bệnh nhân hài lòng rồi. Thì cái đấy là cái sinh mà mình rất là mình không thể mua được, có Dạ. nghĩa là nó là mindset. Thì trở lại cái câu hỏi mình bắt được bóc được ấy, là có thể làm sao để cái chặng đường sắp tới để mình xây dựng một cái thương hiệu mà hoàn toàn mới, mà nó lại không có liên quan gì đến gọi là chăm sóc sức khỏe, nó liên quan đến thời trang, thì mình phải làm thế nào? Thì đấy là cả cái chặng đường phải nói là sẽ rất là khó khăn. Thì mình cái chặng đường nó dài lắm, từ những cái nhỏ nhất nó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn mong muốn là xây dựng một cái thương hiệu thời trang, có thể nói là cao cấp. Cao cấp ở đây là cao cấp từ dịch vụ, cao cấp từ cái mẫu mã thiết kế, đến cái đường cắt, đến đường kim mũi chỉ. Và những cái mẫu thiết kế đấy nó cũng phải có một cái sự gọi là sống dài và sống lâu, chứ không phải là mẫu thiết kế ngày hôm nay phù hợp với ngày hôm nay, ngày mai là không phù hợp nữa. Qua mùa. Nó là qua mùa thì nó không phù hợp nữa, thì đấy không phải là cái mục tiêu mà mình đặt ra. Trong cái câu trả lời của chị thì Nhân có bắt được một cái ý ở cái đoạn đầu khi mình làm VFV, đó là yếu tố con người rất là quan trọng, tại vì cái điểm chạm gọi là cái touch point với lại khách hàng, và ở trong FV thì những cái điểm chạm đó lại là những cô điều dưỡng, những bác sĩ, những vị bác sĩ, thì vốn những người đặc thù trong ngành nghề đó thì họ không phải là ngành dịch vụ, thì làm sao chúng ta đã có thể chuyển hóa một phần cái tư duy, cái mindset để họ có được cái mindset mà đâu đó là cũng khá mềm với lại khách như là một người làm trong ngành dịch vụ, tại vì hai cái cấu trúc tư duy nó khác nhau. Chắc chị Thu hiểu hiểu ý những chỗ này. Một câu hỏi mà mình có thể nói rất là nhiều, và bệnh viện FV phải mất rất nhiều năm để làm được cái điều đấy, rồi thay đổi được gọi là cái suy nghĩ mà nó nằm ở trong tiềm thức á, Dạ nó đúng. sâu rồi, nó thành một cái thói quen rồi á, Dạ. không phải dễ, không dễ một chút nào hết. Bởi vì người ta nghĩ rằng là trước đến giờ người ta làm như thế, Dạ. người ta thấy vẫn tốt, người ta không có nghĩ được là phải thay đổi. Và đặc biệt là bác sĩ, mình có thể nói đặc biệt là bác sĩ là không muốn thay đổi nhé, nhưng bệnh viện FV đã làm được cái việc đấy bằng rất là nhiều các cái hoạt động ha, bằng phát triển các cái quy trình, hàng ngàn cái quy trình theo một cái tiêu chuẩn quốc tế. Rồi khi mà đã hoàn thiện cái quy trình đấy thì bắt đầu mình phải triển khai các cái quy trình đấy tới các cái phòng ban để mọi người hiểu trước đã. Mà muốn tất cả các phòng ban hiểu thì phải tổ chức đào tạo, rồi có những cái chương trình ấy là Shining Star, rồi vinh danh những cái gọi là gương mặt mà họ đã làm được, thực hiện được nhận được những cái điều đấy. Có nghĩa là người ta cảm thấy rằng là tôi đã nghĩ rằng là tôi không muốn làm, và tôi đã nghĩ rằng là tôi không làm được, nhưng cuối cùng tôi và các tập thể của bệnh viện FV đã làm được Cả một sự dấn thân. cả một cái sự dấn thân. Và nó rất là nhiều các cái hoạt động và nó diễn ra hàng ngày, nó diễn ra hàng ngày. Và khó khăn đôi khi là gặp được những cái gọi là cái rào cản ấy của đội ngũ họ, đôi khi họ phản đối, và họ tập trung vào á, họ phản đối tập thể luôn á. Tôi không làm được và tôi cũng không có việc gì phải làm như thế. Tất trách nhiệm của tôi là bác sĩ, tôi điều trị cho bệnh nhân là được rồi, việc gì tôi phải hỏi như thế. Nhưng cuối cùng mình phải nói mình rất là ngưỡng mộ với đội ngũ bác sĩ đấy, họ đã thay đổi được cả một cái thói quen, mà cảm giác rằng là nó thành một cái núi rồi, nó vững chắc rồi, không thể thay đổi được, thì cuối cùng họ đã thay đổi.
Thật ra là cái nội dung chúng ta vừa trải qua ở đây nhưng cảm thấy cực kỳ là thú vị, bởi vì cái chương trình Lux Anatomy trong cái mùa này là chúng ta nói về nhân sự trong ngành kinh doanh sang trọng. Và về chuyển đổi một cái cách suy nghĩ của một nhóm gọi là tạm gọi là employee, là người lao động làm việc trong một cái môi trường như đặc thù như FV, sang cái cách khá là dịch vụ và tiếp cận khách hàng hơn, thì đây thật sự là rất là thú vị để tìm hiểu, và cũng là một cái hướng cho các bạn trẻ đang và quý khán giả ở đây đang muốn dấn thân vào cái nghề cái ngành luxury này, thì có một cái nhìn toàn cảnh hơn về 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 câu chuyện trong ngành. Rồi câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo chắc mình bóc vào câu 15 đi nhé. Dạ vâng ạ. Theo quan sát của chị thì kỹ năng tư duy quan trọng nhất của nhà lãnh đạo thành công là gì? Mình gọi là phát triển nghề nghiệp rất là nhanh và trở thành những cái người mà quản lý nó rất là nhanh. Và dĩ nhiên là mình có rất là nhiều các cái bài học, tại vì mình lớn lên mình lại được gọi là nói một cái ngôn ngữ mà nó hơi hơi gọi là gọi gọi là hơi nhà nước một tí đi, là thăng quan tiến chức ấy, nó rất là nhanh, thì làm cho mình có những nó nhanh quá, thì cái việc mà mình học về những cái gọi là kỹ năng lãnh đạo á, có thể mình có khả năng, có thể trời đã phú cho mình có cái khả năng đấy rồi, nhưng mà cái kỹ năng mình không hiểu được hết, mình phát triển quá nhanh với cái kỹ năng của mình mà có, đúng không? Thì cuối cùng á thì mình bắt đầu từ từ mình học dần, thì mình cũng thấy rằng á nhân viên, tức là tất cả những người trẻ dưới mình họ mới ra trường ha, họ cũng không thể hiểu được, làm sao mà họ hiểu được, họ đi đi học là họ học lý thuyết thôi, họ làm sao hiểu được, cũng giống như mình ấy, mình làm sao biết được cái luxury là cái gì. Ngay từ đầu mình nghĩ luxury là mình phải sợ, nhưng cuối cùng mình không sợ thì mình bước qua, đúng không? Thì những cái nhân viên, mình nói một cái ví dụ rất nhỏ nhưng mà nó quan trọng, thì nhân viên của mình nó cũng thế, thì mình không ngại là orientation, tức là mình phải ít nhất mình phải định hướng được cái kỹ năng quan trọng nhất đó, là mình phải truyền tải được cái thông điệp mà mình mong muốn, rồi bắt đầu mình phải hướng dẫn rất là kỹ những cái kỹ năng, đừng nghĩ rằng là ai cũng có thể có những cái kỹ năng đấy, họ không có đâu. Nhiều khi cái CV nó cũng đẹp lắm, rằng là tôi đã làm kinh nghiệm ở chỗ này rồi chỗ kia, tôi đã đạt được những cái thành tựu nào, tôi đạt được những thành tựu kia, nhưng trên thực tế nó không phải như thế đâu. Nhiều khi cái CV nó như vậy, nhưng các bạn ấy viết một cái báo cáo cũng chưa có biết cách viết, và cái bố cục của một cái báo cáo cũng chưa biết cách viết. Thì đối với mình ấy, cái kỹ năng lãnh đạo là cái kỹ năng mà mình biết trình bày cho các cái đội ngũ của mình hiểu được cái định hướng của mình là như thế nào, và sẵn sàng gọi là hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên và giao việc delegate, tức là giao việc chứ không giữ việc để làm và chỉ việc và trang trang niềm tin. Vì đôi khi mình là sếp nhưng mà chắc gì mình đã biết hết tất cả mọi thứ, chắc gì mình đã biết được là ô quyết định của mình là đúng hay sai, mặc dù tới cái lúc nào đấy mình phải quyết định đấy. Thì là mình thấy là cái kỹ năng lãnh đạo là tóm lại là đặt vị trí mình vào vị trí của cái đội ngũ làm việc của mình để phát triển những khả năng gọi là vốn có của họ, cho họ một cái gọi là một cái room, một cái khoảng thôi để họ phát triển được cái tài năng của họ, và mình không nên hạn chế cái tài năng của họ. Có người thuyền trưởng mà tin tưởng rồi giao quyền, thì nhưng nghĩ là tất cả các thủy thủ đoàn sẽ cùng hướng về một hướng cho con tàu đó. Một cái điểm khá thú vị là chị Thu nhắc nhiều về quy trình và cái tính quan trọng của quy trình trong việc quản trị. Thì
Một mặt khác là khi chị làm về thời trang thì chị có cần cái sự feeling rất là nhiều. Vậy thì về cá nhân, về con người bên trong của chị á, thì một bên là quy trình là nó khô khan, là nó cứng nhắc, là nó lề lối. Còn một bên là cần cái sự creative, cái sự sáng tạo rất là nhiều. Thì thiệt ra là chị nghiêng về bên nào nhiều hơn? Ở Về trên thế giới ấy, những cái thương hiệu thời trang mà nổi tiếng ấy, thỉnh thoảng cứ báo đăng ấy là có một người creative director của thương hiệu này là phải rời bỏ cái thương hiệu nổi tiếng đấy. Thì lý do quan trọng nhất là tại sao họ rời bỏ là họ quá sáng tạo, và cái sáng tạo đấy nó không có nằm trong cái DNA, nó không nằm trong một cái chiến lược kinh doanh của cái thương hiệu thời trang đấy. Dĩ nhiên thời trang là phải sáng tạo rồi, chắc chắn rồi, và nhưng mà sáng tạo á, là nó phải thực tế. Cái sáng tạo một con người bình thường như nhân với mình đi, đúng không, tự dưng thấy một cái bộ sưu tập thôi mà nó quá gọi là điên đi, đúng không, crazy đi, thì mình làm sao mà mình lựa chọn được một món nào để mình mặc, để mình đi làm hay là mình tham dự một cái buổi gọi là podcast ngày hôm nay, đúng không? Nó là như vậy, nên là cái gì nó cũng phải phù hợp hết, nó crazy, trừ những khi mà đó là một cái tác phẩm nghệ thuật để họ thể hiện cái gì đấy. Ok, tôi mong muốn là tôi làm một cái tác phẩm nghệ thuật để tôi triển lãm, để tôi thể hiện rằng là cái kỹ năng về thêu thùa của tôi á, nó rất là đẹp. À, cái kỹ năng về gọi là ghép những cái mảnh vải nó có nhiều màu hoặc là nhiều chất liệu lại với nhau mà nó thành một cái tác phẩm nghệ thuật đấy, thì lúc đấy nó lại là khác. Ở trên một cái sản diễn thời trang để tôi thể hiện tài năng của tôi và nó có một cái chủ đề trong đấy thì nó lại là khác. Nhưng mà thời trang gọi là ứng dụng thì nó phải dựa vào cái gọi là cái ý thích của người tiêu dùng, dựa vào cái khuynh hướng mà hiện nay đang được ưa chuộng đó, và tất nhiên nó phải có vào cái mức gọi là cái mức giá bán ra ngoài là như thế nào, đối với các cái dòng sản phẩm, đối với đối tượng này thì mức giá bao nhiêu, đối với đối tượng này thì mức giá bao nhiêu đấy, rồi một dịp nữa, ví dụ dịp đi event, dịp đi các cái sự kiện thì nó như thế nào. Nếu mà một người nào đó mà đi sang dự Oscar thảm đỏ, đúng không, thì sẽ mặc trang phục gì, nên là cũng phải đẹp, cũng phải hoành tráng, cũng phải thể hiện là khoe được cá tính của bản thân. Người đó nếu mà muốn là Lady Boss thì cũng phải nhìn nó như thế nào, hay là muốn mà gọi là một công chúa huyền chuyển thì cái trang phục nó cũng phải là khác đi, hay là muốn là phải cực kỳ gọi là glamorous, đúng không, thì nó phải khác đi, mà nó phải khác đi tùy vào cái ý thích nữa, thì cái đấy nó rất là quan trọng, chứ không phải là ra rồi khách hàng người ta bảo ôi rồi cái này tôi không có ứng dụng được, không có Dạ sử đúng dụng rồi. được. Cái cảm xúc của chị như thế nào mà chị tìm được cái một cái nguồn cảm hứng cho cái tên Mr. Crazy and Lady Đây rõ ràng thể hiện một cái tình yêu với thời trang, nhưng đồng thời nó cũng thấy là một cái harmony, một cái sự cân bằng giữa giữa một couple với nhau. Thì nhưng nãy giờ em rất là curious, rất là tò mò về cái tên này. Chị nói sâu hơn giùm em Cái tên về điều này này. ấy, nhiều người ta cũng thắc mắc lắm. Sao rồi người ta cứ hỏi là cái tên này sao dài quá, Mr. Crazy rồi Lady Sexy, phải có một nhân vật là Mr. xong phải có một Lady nữa. Rồi có nhiều người lại bảo thu tên dài quá khó nhớ lắm. Nhưng mà đúng thì như Nhân nói, và đây cũng là những cái thông điệp mà cái thương hiệu cũng đang mong muốn là lan tỏa tới đối tượng khách hàng và cũng như là tới cộng đồng, để cho cộng đồng có thể hiểu được, biết được. Thì đây là bắt đầu từ một cái câu chuyện tình yêu. Câu chuyện tình yêu đấy chính là câu chuyện tình yêu của Rất thú vị. mình và ông xã ấy đến với nhau là cũng đã trải qua một gọi là những cuộc đời trước đấy. Mình cũng đã có một người chồng trước đấy, và ông xã của mình cũng đã có một
gia đình Dạ. mình chết đấy. Nhưng khi mà đến với nhau ấy, là cũng nói là tức là cả mình và ông xã của mình không có thể nào mà suy nghĩ được rằng á là tới cái lứa tuổi này mà mình để có thể yêu một cách gọi là say đắm như thế, yêu một cách rất là bay bổng, có thể là ôm điện thoại, nếu mà không gặp nhau thì ôm điện thoại nói chuyện hàng tiếng đồng hồ và nói mãi không hết chuyện. Thì đối với mình yêu như này đúng là yêu điên cuồng, yêu một cách gọi là crazy đó. Thì đấy là một trong một lý do mà mình gọi ông xã của mình là crazy, còn ông ấy thì gọi mình là sexy. Đối với ông, mình rất là sexy. Cái điểm mà sexy trước tiên ấy là ông rất là thích thấy mình, tức là làm việc, cái cách mà mình ngồi mình làm việc mình chăm chú ấy, ông hay quan sát lắm. Hay là trong một buổi họp ấy, mà mình nói cái gì ấy, là ông cũng hay quan sát. Rồi cái cách mà mình trang điểm mỗi sáng trước khi đi làm, rồi thay đồ, tức là mình chọn bộ đồ này chọn bộ đồ kia, rồi bước đi hỏi ông là như nào, rồi cách mình cắm hoa, rồi cách mình nấu ăn, rồi cách mình phá hóa cuộc sống của mình. Thì anh thấy rằng là cái cô này đúng là một cô rất là thú vị. Và thú vị ở đây á, nó quyến rũ, nó hấp dẫn, nó ma mị ấy. Thì ông đặt tên mình là sexy. Sexy đối với ông là như thế. Thì bọn mình mới đặt cái tên này luôn. Và đám cưới bọn mình á là cũng đám cưới của Mr. Crazy and Lady Sexy, một tên lệ luôn chứ không có tên thật luôn. Và thiệp mời cũng Mr. Crazy and Lady Sexy luôn. Đó. Thì bọn mình mới đi đăng ký độc quyền luôn, đăng ký bản quyền của cái tên đấy. Và bất cứ một người phụ nữ nào cũng có thể là một lady sexy của một chàng crazy của cuộc đời mình. Chính Nó xác quá chị. là như vậy, có nghĩa là tự tin, có nghĩa là sống với bản thân mình đó. Và dám dám nghĩ, dám làm. Thời trang cũng vậy, mình cứ dám thử. Thời trang nó cũng giống như là cuộc sống thôi, mình mong muốn là một người phụ nữ cứ tự tin này mỗi lúc mọi nơi, không có phân biệt gọi là về tuổi tác này, về vóc dáng này, cao này, thấp này, gầy này, hay là mập mập tròn tròn chút chút này, hay là màu da, hay bất cứ cái gì hết, ai cũng có đẹp hết á. Đúng. Này đúng là the true luxury nha chị. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo, câu 12 đi. Dạ vâng. Trải qua những năm đầy biến động từ dịch COVID đến suy thoái kinh tế, điều gì khiến chị kiên cường với con đường kinh doanh mình theo đuổi? Mình có một một đức tính mà theo mình ấy, đó là một cái đức tính mà trời phú Vâng. và cũng khá là tốt. Tức là mình không có từ bỏ đâu. Nhiều đêm ấy làm Mr. Crazy and Lady Sexy cũng mệt lắm, vì mình đầu tư theo vốn tiết kiệm về và năng lực tài chính của mình. Và năm 2023 là một cái năm ấy mà vô cùng khó khăn cho tất cả gọi là thị trường Việt Nam và thị trường thế giới, và cho rất nhiều các cái doanh nghiệp. Và trong ngành thời trang á, ở trên thế giới và ở Việt Nam cũng rất là nhiều các cái doanh nghiệp họ phải gọi là downsize lại, tức là thu hẹp lại, và có những doanh nghiệp người ta cũng phải đóng cửa. Và mình cũng vậy, gọi là gồng gánh ấy, vì đầu tư mới mà mình chỉ có đầu tư và đầu tư, đầu tư doanh số, làm gì có thì cũng là chút chút thôi. Nhiều đêm mình cứ nghĩ chứ thôi, chắc sáng mai mình quyết định đóng cửa đi, không làm nữa. Mình không làm nữa, mình lấy cái tiền đấy mình đi chơi, mình mua cái này mình mua kia, rồi mình làm những cái này cái kia. Thực sự nó có những cái lúc mà nó đến tận cùng là như thế. Nhưng mà sáng mai ngủ dậy, mình tập yoga xong, mình bào chối, mình không có được suy nghĩ như thế. Bao nhiêu con người họ đã tin tưởng vào mình, họ đã gắn bó với mình. Có những người mà gắn bó qua cả cái thời kỳ Covid như thế này, những cái chị thợ may ấy, là chị gắn bó qua cái thời kỳ Covid cho tới bây giờ. Và mình có một cái hoài bão rất là lớn, và cái hoài bão đấy mình phải thực hiện. Hoài bão là xây dựng một thương hiệu của người Việt Nam vững chắc. Thiết kế, các nhà thiết kế thời trang họ rất là giỏi,
cực kỳ giỏi. Dạ vâng. Nhưng mình có một cái điểm Ừ. mà mình có thể cạnh tranh và làm được, tức là mình là nhà kinh doanh Dạ. chứ mình không phải là nhà thiết kế thời trang Ừ. ha. Thì mình sẽ có những cái chiến lược và kế hoạch và mục tiêu của mình đặt ra, chứ mình không làm theo kiểu là thích thì làm nó, và mình có một cái mục tiêu rất là lớn Ừ. và mình cứ phải theo đuổi. Nếu như là trong thời gian sắp tới thì cái nguồn cảm hứng nào nó đang tỏa ra trong chị cho cái năm 2024 và 2025 sắp tới cho cái thương hiệu của chính bản thân chị. Như hồi nãy mình có chia sẻ với Nhân ấy là cái thương hiệu của Mr. Quay Lady Sexy mấy tháng đầu năm nay ấy là có những cái khởi sắc rất là tốt. Khách hàng bắt đầu yêu mến và tìm đến rất là nhiều, từ những cái người mà gọi là celeb, những người nổi tiếng, cho đến khách hàng mà họ đến để họ mua sản phẩm ấy, thì đấy là một cái tín hiệu mà vô cùng tốt để cho mình có thể là bắt đầu triển khai những cái kế hoạch mà mình thai nghén cách đây mấy năm rồi mà mình chưa làm được, và mình mong muốn là giới thiệu cái thương hiệu của mình đi ra thế giới, giới thiệu trước đã, giới thiệu cái tên trước đã, Mr. Crazy and Lady Sexy, và một số những cái thiết kế trước đã để cho mọi người biết trước, và từ đấy thì sẽ mở rộng tận những cái nền móng để mình bước chân mình thâm nhập một cái thị trường mà có thể là ý thích, có thể là gọi là cái mong muốn, và có thể là cái cách mà gọi là ăn mặc của họ nó khác, thì đấy là một trong những cái mà mình rất là mong muốn. Và dĩ nhiên là khi mà thương hiệu của mình đạt được một cái mức nào đấy, mà thay vì bây giờ mình gồng gánh để đầu tư tài chính với bản thân mình không, thì mình sẽ bắt đầu tự tin để mời các cái nhà đầu tư vào để cùng tham gia với mình. Mà nhà đầu tư thì mình cũng có nhắm đến một số nhà đầu tư, chứ không phải ai mình cũng mong muốn là mời vào đầu tư. Thì đấy là cái mong muốn của mình để phát triển trong năm 2024 và không 2025. Nhưng xin chúc tất cả mọi thứ đều thuận lợi và tốt đẹp nhất đến với chị và thương hiệu. Cảm ơn Nhân và chương trình Lux Anatomy. Phải nói thực sự nói theo cái ngôn ngữ y khoa là giải phẫu để hiểu được gọi là luxury là như thế nào, thì đây là một cái chương trình gọi là theo mình là khá thú vị. Hôm nay mình cũng trong một cái thời lượng như thế này, mình cũng chỉ chia sẻ được như này thôi, nhưng mà nếu như trong một cái thời lượng khác, một cái dịp khác, nếu mình có cơ hội thì mình cũng rất là mong muốn được quay lại và chia sẻ thêm. Anatomy thực sự là phải phân tích kỹ hơn một chút để Đi hiểu sâu cái sâu in sâu sâu hơn. luxury là cái gì. Rất là trân trọng cảm ơn Nhân những chương trình và cảm ơn các cái khán giả của Lux Xin cảm ơn chị Thu rất nhiều Anatomy. và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả cho ngày hôm nay. Xin chào mọi người.